Xin chào mọi người. Và các bạn để cho cô là hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cái chuỗi cách làm đầu của cái dạng bài đọc hiểu. Thì cô sẽ phụ trách cho các bạn là một cái bài chữa về cách làm bài đọc hiểu với cái dạng bài là những cái bài về mail, về thông báo hoặc là về tờ rơi mọi người ạ. Thì khi mà cô chữa như này, cô sẽ chữa tổng hợp cho các bạn, lấy cho các bạn về cái cách làm chữa ví dụ thông qua 3 bài của 3 level luôn, để các bạn thấy rằng là nếu mà như vậy đi thi chúng ta có thể áp dụng cái cách mà cô bày cho các bạn bằng cách như thế nào nhá. Các bạn ơi, mình sẽ cùng nhau vào nhé. Và trước khi vào thì cô nhắc nhở một chút, đó là các bạn đừng quên lịch thi thử online tại Dũng Mori vào cuối tuần này nhá. Ok. Kể với các bạn tuần trước là bị quá tải server mọi người ạ. Trộm vía là các bạn vào thi ủng hộ đông quá. Thế nên là bị quá tải server. Mà kỳ thi cũng hot đúng không? Đấy, nên mới bảo là kỳ thi đông người tham gia nhất Việt Nam là như vậy đấy. Nhớ lưu lịch vào cuối tuần này nhá. Bài thi số 3. Rồi thì bây giờ mình cùng nhau vào và làm nhá. Hai. Các bạn để cho cô đó là trong những cái đề mà N3, N2, N1 cái phần đọc hiểu ấy, mà cái phần TANBUN ấy, nó rất là hay có một cái dạng bài, đó là cái dạng bài đưa ra theo cái kiểu là mail này, hoặc là một cái tờ oshirase, hoặc là một cái tờ rơi nào đấy. Thì bình thường ví dụ những cái thông báo hoặc là tờ rơi chúng ta sẽ thường gặp ở trong cái dạng bài là tìm kiếm thông tin ở cuối cùng đúng không? Nhưng mà trong phần TANBUN chúng ta vẫn có thể gặp cái dạng bài này. Vậy thì ở trong các lớp luyện thi của mình bao giờ mình cũng thông điệp với các bạn một cái câu chuyện, đó là nếu mà năm nào đề thi trong phần TANBUN có dạng bài này, nhớ không được để mất điểm nhé. Bởi vì cái dạng bài này là cái dạng bài mà phải gọi là gì nhỉ? Rất là dễ ăn điểm. Bởi vì nó sẽ có những cái mẹo, có những cái cách làm mà các bạn có thể nhìn phát ăn ngay. Được không ạ? Đấy, thì ví dụ như sau ạ. Về cái cách làm bài, các bạn phải nhớ cho cô một câu như sau nhé. Đây là cái câu gọi là dạng bài dễ ăn điểm nhất trong phần TANBUN. Nên là tuyệt đối đừng để mất điểm cho cô câu này. Được không ạ? Hãy nhớ như vậy cho cô nhé. Đó. Vậy thì tiếp tục này. Và trong những cái dạng bài này ấy, thì câu hỏi nó sẽ thường có cái dạng là gì nhỉ? Mailで 最も言いたいことは何かですね. Hay là mailで 最も伝えたいことは何か. Tức là cái bức mail này gửi cho người khác thì cái điều mà nó muốn truyền đạt, nó muốn gửi đến nhất là cái gì? Ok. Vậy thì với cái dạng bài này các bạn cứ nhớ cho cô nhé. Đó là gì ạ? Thông tin quan trọng hay là cái thông điệp chính của bức mail đấy, nó thường sẽ là gì nhỉ? Những cái gọi là nhất nó sẽ chỉ có một, và nó sẽ thường là nằm ở cái phần mà những cái câu thuộc về phần giữa bài. Được chưa nào? Cái bố cục của một bài mail nó khá là dài, thì các bạn cứ nhớ tập trung cho cô cái điểm nhìn vào cái khu vực giữa nhá. Được chưa nào? Khu vực giữa. Và trong cái khu vực giữa đấy thì đặc biệt chú ý cho cô vào những cái câu mà nó có cái đuôi câu thể hiện cái câu là câu hiệu lệnh là một này, hay là nhờ vả này, hay là sai khiến này. Ví dụ như là tekudasai, ok, hãy làm gì đó, ok, hay là gì nhỉ? Nani nani onegai shimasu, hãy thế nào đó. Nó sẽ thường là ở trong những cái đuôi câu mà kiểu hiệu lệnh, nhờ vả. Thì các bạn hình dung nhé, khi mà người ta muốn truyền đạt một cái thông tin gì đó quan trọng nhất cho đối phương thì mình sẽ bao giờ mình cũng sẽ là gì nhỉ? Anh chị hãy làm cái này, hãy làm cái kia đi, đúng không? Thì đấy, soi từ ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta, từ giao tiếp hàng ngày, mình cũng sẽ thấy rằng là gì nhỉ? Với những cái câu như vậy trong bài mail nó mới có đủ sức để truyền tải cái thông điệp chính của chúng ta, đúng không? Còn những cái thông điệp mà mang tính chất là như kiểu dâu ria thêm vào thì các bạn thấy là nó sẽ có những cái từ nối, ví dụ như là từ gì ạ? Nào, thêm nữa thì, hay là soreni, ok, soreni, vân vân, đúng không? Thì những cái này, sau những cái này thì nó sẽ thường là những cái thông tin mang tính chất là thêm vào ngoài cái thông điệp chính của chúng ta. Được chưa ạ? Thì đó, các bạn lưu ý cho cô là một chút về cái cấu trúc của một cái bài mail nó sẽ như vậy nhá. Và cái cách làm bài các bạn sẽ nhìn cho cô thêm một cái chút, đó là gì nhỉ? Các thông tin mà ở trong phần đáp án ấy, nhá. 4 đáp án của chúng ta từ N3 đến N1 các bạn nhớ cho cô này. Thường bao giờ mỗi một đáp án đấy nó cũng đều nhặt một cái từ khóa nào đó ở trong bài để tạo thành một cái đáp án dễ khiến cho các bạn hiểu nhầm nhá. Ví dụ như là nó nhặt một cái từ khóa trong bài xong rồi nó tạo thành một cái câu mà nó nghĩa khác này, hoặc là một cái thông điệp mà không được nhắc đến trong bài này. Thì nó đánh vào cái tâm lý của chúng ta khi mà làm bài đọc ấy. Các bạn thường hay có cái thói quen là chúng ta so sánh đối chiếu xem từ nào xuất hiện trong bài, chúng ta hay chọn đáp án, đúng không? Thì đấy, nó đánh vào cái tâm lý của chúng ta dễ là bị nương theo những cái từ vựng xuất hiện trong bài để mà tạo thành những cái đáp án sai cho chúng ta dễ bị hiểu lầm là như vậy nhá. Thế nên là các bạn nhớ này, khi mà các bạn mà đã bắt được một cái từ khóa nào trong phần đáp án thì các bạn nhớ là phải đối chiếu cho cô là cái từ đấy, cái cách nó diễn đạt ở trong phần đáp án đấy nó có giống với cái cách diễn đạt cái từ đấy ở trong bài hay không. Nhớ nhìn cái khu vực trước và sau cái từ khóa đấy cho cô, giữa trong phần đáp án và trong bài, xem là thông tin nó có tương đồng với nhau hay không nhá. Ok chưa ạ? Rồi, và các bạn nhớ này, đấy là những cái gọi là đáp án sai. Thế còn đáp án đúng thường là những cái cách nói mà mang tính chất là đồng nghĩa hoặc là gần với những cái thông tin mà chính xác ở trong bài. Thường những cái cách nói này nó sẽ, những cái đáp án đúng thường nó sẽ không bê nguyên si cho chúng ta để mà dễ ăn đâu mọi người ạ. Mà nó sẽ thường là gì ạ? Nó sẽ thường mang tính chất là gì nhỉ? Dùng những cái cách nói đồng nghĩa với nó thôi nhá. Tuy nhiên thì ví dụ như N3 nó vẫn có thể bê nguyên si cho chúng ta đấy. Ok. Vậy thì bây giờ Mở bài nó sẽ là một chút mang tính chất là gì ạ? Lý thuyết, các bạn sẽ có thể hơi khó hình dung đúng không? Rồi, thì bây giờ hãy cùng nhau làm cho cô bài N3 này nhá. Các bạn để ý cho cô như sau ạ. Ôi dồi ôi, thế này thì làm thế nào nhỉ? Làm nào để các bạn nhìn đáp án nhỉ? Bây giờ các bạn nhìn cho cô này nhá. Đấy, các bạn chờ cô chút này. Các bạn nhìn đọc bài chưa? Và các bạn lưu ý cho cô này, những cái bài mà TANBUN kiểu này ấy, đi thi ấy, các bạn sẽ làm cho cô trong vòng bao nhiêu phút ấy nhỉ? Mọi người nhỉ? Là trong vòng bao nhiêu phút? Thường là tối đa làm trong 3 phút cho cô thôi nha. Đây là đề JLPT N3 tháng 7 2022 luôn đấy. Ok. Các bạn chờ cô chút nha. Đấy, thông cảm mọi người, buổi đầu tiên livestream đọc hiểu là hơi bị bỡ ngỡ. Thế tạm thời các bạn nhìn cho cô câu hỏi đi. Đây. Nào, nốt cho cô câu hỏi. Đấy, nhìn cho cô nhá. Đấy. Câu hỏi của chúng ta đây đúng không? Đấy. Rồi. Nhìn được chưa ạ? Ok, các bạn nốt lại thế nhá. Rồi, thì bây giờ quay trở lại nhìn nào. Quay trở lại làm bài nào. Ok, đây bài đọc của chúng ta. Được chưa? Các bạn chọn đáp án cho cô chưa? Đáp án có chưa? Nào, nhìn lại một lần nhá. Rồi, bài đầu tiên các bạn chịu khó làm cho cô nhé. Bài sau thì cô sẽ gửi được đáp án cho mọi người nhìn đấy. Nào, đáp án số mấy nào? Nên là các bạn thấy rằng là gì ạ? Đó, một cái bài TANBUN về mail thì chúng ta sẽ chỉ cần làm như thế này thôi. Đọc cái bút rồi. Chia sẻ với mọi người là hôm nay cô... quay ở trong này từ sáng đến giờ, chúng ta bây giờ thực ra đầu là đang hơi bị đơ đơ đấy. Đang hơi bị đơ đơ đấy, nên là rất là mong nhận được sự tiếp lửa từ mọi người. Cả một tuần nay luôn, các bạn có ai mà kiểu cả một tuần luôn luôn làm việc ngày nào cũng 10 tiếng không ạ? Hơi bị phê luôn đúng không? Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cách làm trước nhé. Bài sau thì cô sẽ chỉnh chu lại cho các bạn về cái việc là nốt đáp án cho mọi người xem nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa được không ạ? Các bạn nhìn cho cô này. Thường là những cái bài mail mà kể cả bài TANBUN bao giờ cô cũng dặn các bạn là gì nhỉ? Đọc câu hỏi lên trước đúng không? Thì với những cái bài về mail thì mình không cần đọc, khi mình cũng biết là cái dạng câu hỏi chủ yếu của nó chủ yếu là cái gì ạ? Đó là cái bức mail này thì người ta muốn nói điều gì nhất, thì mình có thể thêm một cái từ keyword đây là gì nhỉ? Điều cô gái là cái công ty du lịch nó muốn truyền đạt cái điều gì nhất trong cái bức mail này. Ok chưa? Vậy thì các bạn làm xong cái này, trước khi quay trở vào bài đọc các bạn có thể nhìn qua cho cô. Ok, nhìn qua một lượt cho cô thôi. 4 cái đáp án của chúng ta nhìn qua thôi nhá. Ví dụ mình nhìn rất là nhanh, 10 giây thôi. Cái gì đó liên lạc này, cái gì đó chuyển tiền này, cái gì đó thanh toán này, hay là cái gì đó đặt câu hỏi này. Ok, mình chỉ dành 10 giây cái phần này cho cô nhá. Sau đó mình quay trở lại vào bài đọc cho cô ạ. Các bạn nhớ vừa nãy cô bảo gì ạ? Những cái thông tin quan trọng mà người ta muốn truyền đạt nhất trong một bài mail thường nó sẽ nằm ở cái khu vực giữa. Ok, nằm ở khu vực giữa. Được chưa ạ? Còn những cái thông tin mà ở bên trên đó, có thể đây một cái bài mail mà nó thiếu những cái phần mà những cái thông tin râu rìa bên trên đúng không? Hay là những cái thông tin ở đằng sau này, thường sẽ không phải những cái thông tin quá quan trọng đâu, mà sẽ là những cái thông tin mà người ta cho thêm vào. Ok chưa nào? Thế thì bây giờ chúng ta khu biệt được rằng là cái khu vực mà nó có vẻ như là chứa cái thông tin quan trọng nhất là ở đoạn giữa này rồi. Thì bây giờ các bạn còn nhớ đến cái bước tiếp theo mà cô chú ý với các bạn, đó là gì ạ? Trong cái thông điệp mà người viết mail muốn truyền đạt đến đối phương nhất thì là ở trong những câu như thế nào ạ? Chúng ta phải chú ý đến câu nào ạ? Câu gì nhỉ mọi người nhỉ? Câu gì? Comment cho cô xem nào. Chú ý đến câu gì đây? Đúng rồi, chú ý đến cái câu rằng là có đuôi câu là gì? So desne. Đó là đuôi câu mang tính chất hiệu lệnh. Đúng nào? Mang tính chất ra lệnh, mang tính chất là nhờ vả. Bởi vì đây là những cái câu mà truyền tải trực tiếp cái điều mà người viết mail này muốn đối phương phải làm gì đó. Được chưa ạ? Thế thì chỗ này mình xác định được rằng là vậy thì cái thông điệp quan trọng nhất khả năng nó sẽ nằm ở đây. Thì mình sẽ xác định là cái câu này sẽ là câu mình phải đọc chuẩn chỉnh nhất. Ngày hôm qua cô vừa dạy lớp N2, N1, N3 đúng không? Cô nói mỏi một mấy câu chuyện, đó là các bạn phải luôn luôn có một cái sự linh hoạt tuyệt đối khi làm các bài đọc hiểu. Có thể có cái khái niệm mà chúng ta không cần đọc hết cả bài, các bạn vẫn có thể làm được. Nhưng mà tuyệt nhiên sẽ phải có những cái tối thiểu các bạn cần phải đọc được. Thì đọc được ở đây sẽ là phải những cái câu mà quan trọng nhất thì chúng ta sẽ phải đọc. Thì khi mà mình xác định được đây là cái câu quan trọng nhất thì các bạn sẽ phải đọc gì ạ? Đọc kỹ và hiểu kỹ nó. Đọc câu văn này lên ạ. Rồi, thì bên trên này mình sẽ thấy là không quan trọng bởi vì đây là một cái câu cảm ơn thôi. Thì câu này quan trọng mình sẽ đọc là gì ạ? 下のご予約内容を確認していただき、ご出発日の1週間まで、前までに旅行代金のお振り込みください。OK? Là gì ạ? Hãy gì đấy? Hãy thế nào đó mình dịch đây nhé. Hãy là gì ạ? Hãy xác nhận cho chúng tôi cái nội dung đặt ở bên dưới đây này. Rồi làm gì ạ? Rồi hãy chuyển tiền cho chúng tôi cái tiền phí du lịch cho đến trước 1 tuần trước cái ngày xuất phát. Vậy thì cái thông điệp của cái bức mail này là gì mọi người? Là đang muốn người nhận mail này thanh toán tiền đi du lịch đúng không? Còn lại bên dưới này các bạn nhìn thấy này, Thông tin cũng rất là dài đúng không? Nhưng mà các bạn thấy cái từ gì ạ? Nào, thì mình sẽ xác định đây là cái thông tin thêm vào thôi, không phải là cái motomo itai koto. Các bạn phải xác nhận cái đấy rất là rõ, bởi vì sao ạ? Bởi vì là có thể trong cái phần đáp án nó cũng sẽ cho những cái thông tin liên quan đến cái đoạn này này. Ok, nhưng mà nó chỉ là cái thông tin mà nó đúng trong bài chứ không phải là cái điều mà người ta muốn nói đến nhất, đúng không? Vậy thì khi mà mình đã xác định được rằng là chuyển tiền là cái mà cần phải người ta đang muốn truyền đạt ở đây thì chúng ta sẽ chọn đáp án số mấy? Câu nào là chuyển tiền? Câu nào là xác nhận? Câu nào là chuyển tiền? Có hai cái động từ mà chúng ta vừa mới phát hiện được, đó là từ kakunin suru và furikomi. Hai cái xác nhận thông tin đặt và chuyển tiền. Ok, đáp án số mấy cho cả lớp nhỉ? Đấy, rồi, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án số 2. Yes. Là gì ạ? Là hãy Ryokodaiki no shupatsubi no 1週間前まで ni furikonde kudasai. Là hãy chuyển tiền trước một tuần, gọi là trước một tuần cho trước cái ngày mà xuất phát cái tiền đi du lịch đấy nhá. Thế còn câu số 1 có đúng không ạ? Không đúng, đúng không? Nó có xác nhận đúng nha, đúng một động từ, nhưng mà cái quan trọng hơn cả gì nhỉ? Không phải là liên lạc đâu, xác nhận xong là chuyển tiền nha. Trong bài này nó cũng có cái chữ liên lạc luôn mọi người ạ. Đây, đây cũng có cái sự liên lạc, go renraku kudasai. Nhưng mà phải là go shitsumon nado gozaimashita là nếu có câu hỏi gì thì hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Thế nên là cái câu này, cái từ renraku suru là sai nhá. Ok không nào? Đấy, nên là đừng bao giờ bị nhầm lẫn giữa cái thông tin ở khu vực quan trọng và thông tin ở cái khu vực gì nhỉ? Không quan trọng, khu vực cho thêm thôi. Được chưa nào? Đấy, thế câu số 3 là gì nhỉ? Hãy thanh toán cái khoản tiền cancel, ok, là khoản tiền hủy đấy, trong vòng một tuần. Bài này nó cũng đề cập đến cái thông tin là trường hợp hủy thì phải thế nào. Nhưng bạn thấy không? Nó chỉ là nằm ở cái chỗ mà thuộc về cái thông tin thêm vào thôi. Nó không phải là cái thông điệp quan trọng nhất nhá. Nên là chúng ta sẽ thấy là bị sai ạ. Ok chưa nào? Đó nhá. Hãy, và cái câu cuối cùng là gì nhỉ? Ryokko ni tsuite nanika wakaranai koto ga areba shitsumon o shite kudasai. Nếu như các bạn có cái câu hỏi gì không biết thì hãy hỏi chúng tôi, đúng không? Thì đấy, nó cũng chỉ là cái thông tin mà nằm ở cái đoạn sau thôi. Nên các bạn nhớ nhá, có một cái rất là quan trọng đối với các bạn mà mới từ N4 và đi lên thi N3, các bạn nhớ này, đừng bao giờ chỉ dựa vào những cái từ mà nó xuất hiện ở trong bài như thế này rồi chúng ta đối chiếu thấy nó cũng nằm ở trong bài chúng ta chọn đáp án. Đừng so sánh như thế, đừng đối chiếu thế, bởi vì các bạn mà làm như thế kiểu như thấy câu nào cũng đúng ấy. Hãy nhớ này, thông điệp quan trọng nhất của một cái bức mail thường sẽ nằm ở trong những cái câu mà đưa ra cái sự trực tiếp nhờ vả, hoặc là ở trong cái đoạn mà nó diễn giải chính xác về bối cảnh của bức mail đấy là gì nhá. Ok chưa ạ? Các bạn có hiểu cái thông điệp mà cô đang muốn trình bày ở trong cái cách làm bài mail này không? Mọi người thấy dễ hơn không ạ? Rồi bây giờ N2 nhá. Chosen shimashou. Ok. Rồi, đây cô ghi lại một chút về cái gì nhỉ? Cái từ vựng mà các bạn có thể nhặt được ở trong một cái bài như vậy, để các bạn thấy là ngoài học về gì đây nhỉ? Về bài mail đúng không? Cách làm thì chúng ta còn có học được cả những cái từ vựng như này nữa. Moshikomi, biết đầu năm nay lại vào phần từ vựng thì sao đúng không? Moshikomi, shupatsubi, torikeshi, hassei suru, goukei hoặc là furikomi nhá. Nốt vào cho cô nhá. Đấy. Nào, bây giờ N2, chuẩn bị nào. Ok, hãy N2 nhá. Bắt đầu. Đoạn sau có không nhỉ? Ok. Các bạn nhìn cho cô sẽ liên tục là chuyển cái gì ạ? Cái ấy cho các bạn nhìn nhá. Rồi, ok chưa ạ? Đây là đề của tháng 12 năm 2020 ạ. Đấy. Nhìn thấy chưa? Đấy, ok. Rồi. Nhớ này, các bạn thấy cùng một công thức không? N2 cũng y công thức như N1 luôn đúng không? N3 luôn đúng không? Mà tí nữa nên đấy nhá, áp dụng đúng công thức có khi các bạn làm được cả N2, N1 mà những bạn N3 ấy. Các bạn cứ thử làm như thế cho cô xem nào. Đấy, cứ thử làm như thế. À tôi chết rồi, vừa nãy có một cái mà cô quên không nhắc các bạn. Bây giờ các bạn nhớ ở lại để cô nhắc mọi người nhá. Một cái lưu ý cực kỳ quan trọng trong cái kỹ năng làm bài đọc hiểu. Ok. Đấy. Nào, đó là số mấy nào? 4 phút đã trôi qua chưa nhỉ? Chúng ta cô có một cái nhắc nhở rất quan trọng dành cho các bạn. Các bạn cứ nhớ cho cô này. Nhớ là chuẩn bị nghe nhá. Đấy. Rồi, được chưa nhỉ? Các bạn đã bắt đầu comment đáp án chưa? Nào để cô xem nhá. Rồi. Ok. Đôi khi là các bạn đi thi các bạn bị mắc vấn đề về tâm lý đấy nhá. Chúng ta hay có cái kiểu là đi thi về xong rồi đỗ rồi, xong rồi tự nhiên đợt sau nhìn lại sau cái bài trước, ở cái kỳ trước mình thi nó dễ thế nhỉ, thế mà hôm đến lúc mà mình đi thi thì mình thấy nó khó nhất trên quả đất luôn, đúng không? Vấn đề về tâm lý nhá. Thế nên là đi thi này, trước khi các bạn áp dụng mẹo gì, trước khi các bạn nhớ được kiến thức bao nhiêu, hãy ổn định về mặt tâm lý cho cô là một này, và cái thứ hai là rèn luyện về sức khỏe cho cô. Thế là cô luôn luôn nhắc các bạn là gì nhỉ? 1 tháng trước khi đi thi ấy, hãy nhớ tập những cái buổi để các bạn tập luyện đề thi thật luôn trong khoảng 2 tiếng hay 3 tiếng đấy để xem là cái khả năng tập trung của mình có ok trong xuyên suốt 2 tiếng 3 tiếng đấy không nhá. Bởi vì đi thi nhá, kiến thức là một phần thôi, quan trọng là ở cái phần thể lực của các bạn nữa. Thể lực của các bạn có đủ khỏe để duy trì mình đủ tỉnh táo và tập trung cho xuyên suốt cả 2-3 tiếng đồng hồ hay không nhá. Nên là hãy ít nhất là dành ra vài buổi luyện đúng cái khung giờ đấy để đi thi cho cô nhá. Đấy, cái này thứ nhất. Rồi bây giờ cô chốt đáp án cho các bạn nhá. Chưa chốt. Nào bây giờ mình sẽ nhìn cho cô câu hỏi này. Người ta hỏi là gì ạ? Đây. Người ta hỏi là những cái người phụ trách của từng cái phòng ban một thì phải làm cái điều gì, được chưa nào? Và chỗ này cả một câu sẽ là gì nhỉ? Cái nào là cái đúng với cái việc mà những người ở từng phòng ban một cần phải làm. Vậy thì về mặt bản chất nó vẫn là mang cái ý nghĩa là bức mail này gửi đến từng phòng ban này thì phải làm cái điều gì nhất, đúng không nào? Quanh đi quẩn lại, dù nó có những cái cách diễn đạt như thế nào thì về căn bản nó vẫn là một cái ý rằng là người đọc cái bức mail này thì đang được là muốn truyền tải nhất cái điều gì, đúng không? Thế thì bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô. Ok, nhìn cho cô. Nhìn qua cho cô 4 đáp án thôi. Nhìn qua cho cô. Cái gì mà sakse, kakunin, sakse. Cái thói quen khi mà cô chỉ cho các bạn đó là làm những cái câu này á, các bạn nhìn nhanh cho cô những cái đuôi câu nhé, để mình nhìn nhanh những cái động từ của nó thôi, được chưa nào? Đấy, ok. Thì mình sẽ phát hiện ra có một cái xu hướng gì đó khi mà đáp án 1 và đáp án 3 cùng cái động từ này, đúng không? Ok, hay là đáp án 2, đáp án 4 thì cùng cái động từ kakunin sử dụng. Đấy thì tức là một cách để chúng ta nhìn lướt qua, bắt những cái từ khóa để chút nữa mình vào bài mình bắt đầu để ý những cái từ khóa cho cô. Thế rồi, ok. Thế thì bây giờ trong cái bài này, nào, theo cái công thức vừa nãy các bạn tập trung vào cái đoạn giữa, đúng không nào? Đoạn giữa, và các bạn có nhìn thấy cho cô cái câu nào là cái câu thể hiện cái thông điệp mà người nói bức mail này muốn đối phương phải làm gì không ạ? Nhìn thấy chưa ạ? Ở đâu nhỉ mọi người nhỉ? Ở đâu? Rồi, các bạn nhìn thấy. Yes, đây, nó chính là cái câu này. Gorenraku kudasai ne. Thì đây sẽ là những cái câu mà chúng ta xác định nó sẽ phải là quan trọng, đúng không? Thì mình sẽ thấy là đây, nguyên cả cái câu mà có chứa phần gạch chân, có chứa phần quan trọng đấy lên. Các bạn hãy nhớ đảm bảo cho cô là đọc kỹ cái câu ăn đấy lên nhá, kỹ câu ăn đấy lên. Còn những cái thông tin mà đến trước cái câu đấy, các bạn coi là những cái thông tin mà các bạn gì ạ? Các bạn có thể đọc lướt, không cần đọc kỹ nhưng mà phải đọc lướt nha mọi người nhá. Ok, đọc lướt ở đây là đọc lướt kiểu gì ạ? Là chúng ta nhìn qua để chúng ta sơ qua được cái gì nhỉ? Cái định hình trong đầu là bài này đang chuẩn bị nói đến cái đề tài gì thôi. Hay là như cái câu đầu tiên này chúng ta cũng nên kiểu đọc lướt thôi ạ. Đọc lướt theo kiểu bập bõm cũng được nhá. Đi thi các bạn sẽ không giống như cô ở nhà là cô có thể phân tích từng chữ dịch chủ ngữ vị ngữ đâu làm sao, đúng không? Đi thi các bạn chỉ có rất là ít thời gian và lúc này các bạn hãy xử lý toàn bộ thông tin mà chúng ta đọc được trong đầu, trong cái quá trình mà các bạn lia mắt luôn. Lia mắt đến đâu các bạn gọi là cố gắng hiểu đến đấy cho cô nha. Ví dụ cái gì mà đối tác này gửi này, xong rồi cái gì ai satsujo cái một cái phiếu gọi là cái thiệp chào mừng, đúng không? Cái thiệp chào chúc mừng năm mới đấy mọi người nhá. Đấy, xong rồi cái gì mà từ các gọi là từ phòng tổng vụ, hành chính tổng vụ nhá. Rồi cái gì mà tạo một cái list để gửi, gọi là tạo một cái list của những cái người mà sẽ nhận đấy, aitesaki đấy. Thì các bạn nhìn thấy trong cái câu mà chúng ta vừa xác định là nó không quan trọng đấy, các bạn vẫn phải đọc, đừng bỏ qua hoàn toàn cho cô nhá. Các bạn vẫn phải đọc, đừng bỏ qua hoàn toàn, nhưng mà đọc ở cái mức độ các bạn chỉ cần đọc cố gắng để hiểu trong khả năng có thể các bạn thôi, được chưa nào? Để các bạn hình dung là cái gì mà liên quan đến gửi nengajo aisatsujo đấy. Thế xong rồi từ cái mạch văn đấy các bạn đi vào cái câu quan trọng nhất cho cô, được chưa ạ? Thì đến cái câu quan trọng nhất này, cái câu này các bạn chỉ liếc mắt trong 30 giây chẳng hạn. Cái câu này các bạn dành thời gian khoảng 1 phút hoặc 1 phút rưỡi đọc từng chữ một cho cô nhé. Đọc từng chữ một, và lúc này các bạn hãy vận dụng tất cả những cái công lực mà mình có. Các bạn hãy phân tích thật là kỹ cái câu văn này cho cô, được chưa ạ? Để nghĩa là gì ạ? Sau khi mà xác nhận cái gì ạ? Xác nhận cái tài liệu mà chúng tôi gửi kèm. Và ở từng phòng ban hãy tự xác nhận, đúng không nào? Từng phòng ban hãy xác nhận cái gì ạ? Cái tài liệu mà chúng tôi gửi kèm. Và Shusei ga hitsuyou na kasho ga areba, nếu như mà có cái chỗ nào mà cần phải chỉnh sửa thì lai shiu mokuyobi 22nichi made ni souka ni go renraku kudasai, thì hãy liên lạc đến cái phòng gọi là hành chính tổng vụ ấy, tức là cái phòng mà chuyên làm những cái công việc mang tính chất là về hành chính ở trong công ty, cho các phòng ban á, thì hãy liên lạc đến phòng này cho chúng tôi vào trước ngày 22, tức là ngày thứ 5 của tuần sau nhá. Vậy thì đọc đến cái câu xong, câu quan trọng nhất rồi, các bạn bắt đầu làm luôn cái hành động này cho cô này. Các bạn bắt đầu so vào đáp án cho cô nhá. Các bạn nhớ cho cô này, trong này nó liên quan đến gì ạ? Có hai động từ, một là kakunin, hai là gì ạ? Hay là liên lạc trước ngày 22, đúng không? Các bạn nhìn cho cô kakunin ở đâu và liên lạc ở đâu, đáp án số mấy ạ? Ok, có hai hành động ở đây, một là kakunin, một là xác nhận, và hai là liên lạc. Thế mình sẽ loại ra là số mấy? Đúng rồi, chúng ta sẽ nhận ra được ngay cái xu hướng đúng nó sẽ rơi vào hai cái đáp án là có gì nhỉ? Có kakunin và có shiraseru thì nó sẽ bằng với cái từ renlaku seru, đúng không nào? Còn cái chỗ này sakuse này không phải nhá, bởi vì các bạn còn nhớ cái hành động sakuse thì nếu như mà các bạn để ý được rằng là chúng ta có một cái thao tác đọc lướt, mình sẽ thấy là cái hành động sakuse này ở đây. Sakuse này sakuse shimashita, chúng tôi đã gì ạ? Chúng tôi đã tạo một cái list này, thì đây không phải là cái điều mà cái người đọc mail này sẽ phải làm, bởi vì chúng tôi làm rồi mà, đúng không nào? Đó, thế nên là mình sẽ thấy là sakuse không phải, mà phải là kakunin và liên lạc, được chưa? Thế bây giờ đến cái chỗ liên lạc rồi, mình sẽ giải quyết tiếp những cái tiếp theo này. Bây giờ mình sẽ phải xác định cho cô là kakunin thì kakunin cái gì, được chưa ạ? Kakunin thì kakunin cái gì, và renlaku hay là shiraseru thì là shiraseru cái gì. Thì khi mà các bạn nhìn thấy là cái xu hướng trong hai cái đáp án này nó đang hoàn toàn khác nhau, bởi vì sao? Các bạn có một cái tín hiệu nhìn rất là rõ, 22日まで và 30日まで. Ok, hai cái rất là khác nhau như này, thì lúc này các bạn sẽ có thể loại trừ phương án một là bằng việc chúng ta soi xem là cái này hay là cái này đúng, được chưa nào? Hai là chúng ta có thể lựa chọn là chúng ta soi xem thông tin này, thông tin này đúng. Đối với các bạn, nếu mà trong trường hợp này các bạn sẽ loại bằng thông tin nào? Đối với các bạn, rồi đối với cô khi mà đi thi ấy, những cái trường hợp mà phải loại thông tin như này mà thì thường chúng ta sẽ cố gắng là nhìn để mà loại theo những cái thông tin mà dễ nhìn nhất, dễ nhận biết nhất. Thì cô thấy là trong cái này cô sẽ thường dùng số mọi người ạ. Cái nào mà nói về số này, hoặc là sẽ có những cái câu mà nó nói về, nó dùng bằng katakana chẳng hạn, cũng là một cái từ mà nó rất là dễ nhận biết, thì cô sẽ thường dùng cái kiểu đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ nhìn nhá. Nào, bây giờ đã sẽ phải liên lạc cho đến trước ngày 22 hay trước ngày 30. Các bạn, liên lạc trước ngày 22 hay 30. Đúng rồi. Chúng ta có đây, ngày 22 đấy. Còn ngày 30 là ở cái thông tin đằng sau này cơ nhá. Thông tin đằng sau này các bạn nhìn nhá, cũng có là sono kazu o shirase kudasai, cũng là một câu hiệu lệnh. Nhưng mà các bạn ơi, tại sao nó lại không phải là cái khu vực mà nó là gì nhỉ? Có thể xác định được là thông tin quan trọng. Các bạn, câu hỏi này, tại sao cái chỗ này chúng ta lại thấy là nó không phải thông tin quan trọng nhỉ? Đúng rồi, nó sẽ liên quan đến cái khu vực nó nằm nhá. Mà đặc biệt nó là ở sau cái câu này này, mata, hơn nữa thì, và trong cái câu mà hơn nữa các bạn nhìn thấy cái này. Trong trường hợp mà thế này, tức là hơn nữa thì nếu mà trong trường hợp mà xảy ra một cái thế này thì mới thế này nhé. Tức là đây là cái nó sẽ đi sau nếu như phát sinh cái trường hợp phát sinh vấn đề thôi, chứ không phải là cái mà người ta sẽ phải làm. Được chưa nào? Cái mà người ta muốn yêu cầu làm nhất nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là phải tập trung một đoạn trước như vậy nhá. Ở cái chỗ mà kiểu như là bắt buộc là ai cũng phải làm. Được chưa ạ? Đó, thế thì chốt cái váy, túm cái váy lại, câu này chúng ta sẽ chọn đáp án chính xác, đáp án số 2 chưa ạ? Nhưng mà làm đến đây, các bạn yên tâm đi làm câu khác chưa? Chưa nha. Đừng đi làm câu khác luôn. Các bạn hãy xác nhận lại một lần nữa cho cô này. Các bạn phải làm cái này, các bạn đi thi mới chắc chắn này. Các bạn đã chọn được câu số 2 theo thông tin này rồi, các bạn lại một lần nữa các bạn đọc thử cho cô lại cái chỗ mà chúng ta chưa kịp xác nhận đấy. Đây. Xác nhận cái list của những đối tác, người mà đã được gọi là những cái list đối tác mà do cái phòng tổng vụ này nó gửi. Được chưa? Các bạn phải xác nhận lại cho cô cái thông tin đấy nó chuẩn thì chúng ta mới yên tâm sang câu khác tiếp theo nhé. Các bạn nhìn cho cô này, đúng chưa ạ? Thì trong cái chỗ đấy, đây, ok, từ phòng này chúng tôi đã làm ra một cái list là gì ạ? Là những cái bên đối tác mà chúng tôi sẽ gửi một loạt đấy. Thế thì mình sẽ thấy là nếu mà mình thấy là nó hợp lý rồi thì mình mới ok để mình đi tiếp nhá. Với những cái bài mà về mail này, chúng ta hãy cố gắng là ăn chắc điểm cho cô nhá, ăn chắc điểm. Thì nên là có những cái bước xác nhận như thế để mình đảm bảo 100% là mình đã làm chính xác. Được chưa ạ? Rồi, thì đi thi chúng ta về mà chúng ta mới thấy rằng là hóa ra là đúng rồi ha. Ok, nó mới thấy mới là ăn chắc, chứ còn nếu mà chúng ta cứ đi làm theo kiểu lơ mơ là dễ, theo kiểu là đi về mình sẽ trong trạng thái là sao câu nào mình cũng, bài nào mình cũng hiểu, bài nào mình cũng đoán đúng mà sao thấy câu nào nó cũng sai thế nhỉ? Đúng không? Thế thì lưu ý cho cô cái thế nhá, phải ăn chắc nhá. Rồi, thế thì bây giờ cô sẽ dịch lại một lần cho các bạn để hiểu cả bài nhá. Đây là ghi ngày đúng không? Ngày 15 tháng 10 đúng không? Gửi các vị là từng người phụ trách ở từng phòng ban một, thì đây là phòng tổng vụ của chúng tôi, thì bây giờ là về cái thiệp mừng, gọi là chào hỏi đúng không? Thiệp chào hỏi đầu năm thì như sau ạ. Và cái câu đầu tiên này, Torihikisaki ni okuri suru nenshi no aisatsujo ni tsukimashite, về cái gọi là cái thiệp chào hỏi năm mới, chúc mừng năm mới đấy, mà chúng tôi sẽ gửi cho bên các phía đối tác. Torihikisaki nhé. Một vài từ vựng thì các bạn cũng nên lưu ý vào để chúng ta thấy là những cái từ vựng rất là quan trọng nhá. Thì gì nhỉ? Chúng tôi đã hoàn thành, được chưa nào? Sakuse shimashita. Chúng tôi đã hoàn thành cái list những đối tác, được chưa nào? Cái list, cái danh sách những cái đối tác mà gì ạ? Mà chúng tôi sẽ gửi đồng loạt. Ok, ikatsu hatso là gửi đồng loạt nhé mọi người nhé. Đấy, tiếp tục này. Và bây giờ làm sao ạ? Sau khi mỗi một phòng ban của các bạn xác nhận cái gì nhỉ? Cái tài liệu mà chúng tôi gửi kèm, tức là xác nhận cái danh sách này mà chúng tôi gửi kèm, thì nếu như mà có cái chỗ nào mà cần phải sửa shiusei ga hitsuyou na kasho ga areba thì hãy liên lạc đến phòng tổng vụ của chúng tôi cho đến trước ngày 22, tức là thứ năm vào tuần sau nhá. Được chưa ạ? Rồi, tiếp tục này. Thêm vào đó thì đúng không? Mà tạ hơn nữa thì làm sao ạ? Trong trường hợp mà có bên phía đối tác nào mà từ các phòng ban muốn gửi trực tiếp, được chưa ạ? Thì hãy gì nhỉ? Hãy từ các phòng ban đấy hãy gì nhỉ? Hãy gửi nhé. Ý là như vậy nhá. Hatso onegai shimasu ne. Và gì ạ? Vì được chưa nào? No de vì chúng tôi sẽ gửi cái thiệp, ok, cái thiệp chào hỏi này theo cái lượng cần thiết, hitsuyou bưng, theo cái lượng cần thiết. Thế nên là hãy thông báo cho chúng tôi cái số lượng đó, thì số lượng đó tức là cái số lượng mà cần thiết để gửi ấy, cho đến trước ngày 30 tháng 10. Nên các bạn nhớ cái thông tin mà liên quan ngày 30 tháng 10 là cái gì ạ? Là phải thông báo về cái số lượng nhé mọi người nhé. Đấy, và gì ạ? Vào gọi là đầu tháng 12, tức là khoảng từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 12 thì chúng tôi dự định là sẽ gửi đến các phòng nhá. Đấy, thì dự định gửi là dự định gửi cái gọi là cái số lượng thiệp, đúng không nào? Ok, rồi. Đấy, như vậy là bài này sẽ đến đây nhá. Rồi bây giờ thử leo lên N1 xem nào. Thử leo lên N1 cho cô nhá. Ok, thử leo lên N1 này. Rồi các bạn nhớ cho cô những cái từ vựng như này nhá. Đấy, soumuka torihikisaki ikatsu hassou suru tenbu suru. Cô nhớ có một cái năm nào đấy nó vào cái từ tenbu suru là từ vựng của N1 đấy mọi người. Tenbu suru nhá. Đấy, là bây giờ N1. Nhìn văn bản như thế này đúng không? Rồi, đây là văn bản chúng ta cần phải giải quyết. Rồi, các bạn nhìn thấy câu hỏi trên màn hình chưa? À, trên phần comment á. Đó nhá. Ok, được chưa mọi người nhỉ? Có khó không mọi người? Có khó không ạ? Mặc dù là N1 đấy, nhưng mà liệu là chúng ta có thể áp dụng được những cái vừa nãy để mà chọn đáp án không ạ? Rồi, được chưa? Mình sẽ cùng nhau nhìn câu hỏi cho cô nhé. Đây là đề của tháng 12 2018, N1 nhé mọi người nhé. Ok, đề của tháng 12 2018. Đấy. Thế thì mình sẽ cùng nhau nhìn vào cho cô. Đây, nhìn qua cho cô cái gì mà gửi đúng không? Chú ý đúng không? Chú ý đúng không? Và gửi đúng không? Rồi, bây giờ nhìn vào đoạn giữa cho cô nào. Các bạn thấy cái thông tin quan trọng nằm ở đâu ạ? Thông tin quan trọng nằm ở đâu? Lúc này mình sẽ nhìn nhanh cho cô cái đuôi câu nhé. Ok, nhìn nhanh cho cô cái đuôi câu là nani nani koto ni narimashita. Thì mình sẽ hình dung được đây là cái câu mà mang tính nhất là diễn giải cái bối cảnh của cái bức mail này. Một cái gì đó nó đã được quyết định đúng không? Ok, đã được quyết định rồi, gạo thành cơm rồi đấy. Tiếp theo này, đây, nhờ mọi người là hãy gửi. Câu onegai shimasu chưa? Rồi đúng không? Tiếp tục, yoroshiku onegai itashimasu. Rồi, có 3 câu thôi. Vậy thì mình nhìn nhanh cho cô xem là khả năng cái thông tin mà người ta muốn truyền đạt nhất nó là nằm ở đâu mọi người? Ở trong câu diễn giải cái bối cảnh của cái bức mail này, hay là trong câu nhờ vả từ giờ trở đi, hay là trong cái câu kết bài như thế này? Các bạn, trong câu nào nhỉ? Trong câu nào đây? Đấy, khả năng cao sẽ là trong cái câu này đúng không? Chúng ta dự đoán như vậy đã nhá, được không ạ? Thế thì bây giờ các bạn cứ nhớ lời cô này. Trước khi các bạn chỉ đọc cái câu này để mà chọn đáp án, mình hiểu rằng là khả năng cao đáp án nó sẽ nằm ở trong cái câu này với cái nội dung này đúng không? Thì các bạn đừng quên cái thao tác chúng ta đọc sơ qua cho cô một chút tất cả những cái câu trước đấy nữa để mình gì ạ? Để mình hình thành cái mạch văn cho cô nhá. Đó là gì ấy nhỉ? Cảm ơn vì đã gửi cái gọi là cái CQ là cái gì ạ cả lớp? CQ là cái gì ạ? Cái hóa đơn của tháng 10 đúng không nào? Tiếp tục này. Là gì nhỉ? Như những gì mà chúng tôi đã liên lạc bằng văn bản qua fax vào ngày mùng 9 tháng 10 thì thế nào ạ? Thì gì ạ? Thì ở công ty của chúng ta từ tháng 10 trở đi nhá. Từ tháng 10 trở đi thì gì ạ? Thì sẽ tiếp nhận nhá. Uketsukeru ok, uketsukeru koto ni narimashita desu ne. Tiếp nhận cái gì ạ? Tiếp nhận cái ô này, tiếp nhận những cái hóa đơn. Ok, tiếp nhận những cái hóa đơn không thông qua kê dụ là thông qua, đúng không? Không phải là thông qua người phụ trách của các phòng ban nữa, mà là thông qua trực tiếp phòng kê đi bự là phòng gì à mọi người? Kê đi bự là phòng gì ạ? Phòng kế toán, đúng không? Đó, thế tức là cái bối cảnh của cái bức mail này đang nói về cái câu chuyện đó là gửi hóa đơn, đúng không ạ? Thì từ trước giờ thì có thể là hóa đơn thì sẽ nhận trực tiếp qua từ những người phụ trách của từng phòng ban. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nhận qua trực tiếp là bên kế toán luôn, chứ không qua trực tiếp là những cái người bên phòng ban nữa nhá. Thì cái bối cảnh nó là như vậy, thì trong cái lúc mà các bạn đọc thì các bạn sẽ không thể nào hiểu hết được chi tiết như vậy, nhưng mà các bạn vẫn nên đọc cho cô để các bạn hình dung sơ một chút về cái mạch văn của nó. Nhân là đang nói về CQ sổ, cái gì mà nhận, cái gì mà thông qua, cái gì mà thông qua bên này, đúng không? Ok chưa ạ? Rồi, đến cái câu này đọc kỹ này. Và thế nên là từ giờ trở đi nhờ các bạn là hãy gửi gì ạ? Không phải thông qua cái ông này là gọi là bên quản lý về bên tài liệu nữa, mà sẽ qua người này là bên thuộc phòng về kế toán. Ok chưa nào? Vậy thì mình chốt được vấn đề chưa ạ? Chốt được vấn đề. Đáp án số mấy nhỉ mọi người nhỉ? Đáp án số mấy? Câu nào thì sẽ nói về cái việc là gửi qua người này mà không qua người kia? Đáp án số mấy? Đến đây có giúp các bạn loại được đáp án nào không ạ? Rồi, các bạn sẽ nhìn cho cô nhá. Đây là hãy gửi lại cái gì ạ? Cái hóa đơn của tháng 10 cho cái người phụ trách thuộc bên gì ạ? Thuộc bên phòng kế toán, đúng không ạ? Nhưng mà đây là gửi lại mọi người nhá. Rồi, cái thông điệp của chúng ta vừa nãy đọc là gì nhỉ? À, từ tháng 10 trở đi thì sẽ gửi đến phòng kế toán, được chưa ạ? Đó, thế thì cái này sẽ không phải là gửi lại nhé mọi người nhá. Tiếp này, câu số 2 này. Vì là cái người phụ trách của gì ạ? Của cái phòng về tài liệu đã thay đổi, thế nên là hãy chú ý về cái địa chỉ gửi của cái hóa đơn. Cái này nó có liên quan đến cái việc là người phụ trách của cái phòng này thay đổi không? Ok, cái gì thay đổi chúng ta vừa mới đọc đúng không nào? Tiếp câu số 3 này. Là gì ạ? Hãy chú ý vì gì ạ? Từ tháng 11 thì cái phương pháp nhận gì ạ? Nhận hóa đơn nó sẽ thay đổi, thế nên là hãy chú ý. Tiếp tục cho cô này, câu số 4 này. Là gì ạ? Từ cái hóa đơn của tháng 11 thì hãy chú ý là gửi đến người phụ trách gọi là quản lý của phòng này. Ok. Các bạn đọc đến nửa rồi đúng không? Đọc đến nửa thì chỗ này các bạn có chọn được đáp án nào không ạ? Rồi. Một bầu trời hoang mang phải không? Thế nên là bây giờ các bạn sẽ nhìn lại thêm cho cô một lần nữa nhá. Đây, ở đoạn sau này. Có cái câu này. Câu này đầu tiên người ta bảo là từ tháng 10 trở đi thì sẽ gửi qua phòng kế toán. Nhưng mà ở cuối cùng câu nữa còn một câu liên quan đến onegai tashimasu thì các bạn lưu ý này cho cô này. Ok, đó là gì ạ? Đó là vì là lần này làm sao nhỉ? Những cái hóa đơn mà đã gửi của lần này thì chúng tôi sẽ xử lý. Thế nên là có một cái câu cuối cùng thuộc về cái onegai tashimasu này ở đây. Đó là gì đấy mọi người? Đó là từ tháng 11 trở đi thì chúng tôi sẽ gì nhỉ? Từ tháng 11 trở đi thì hãy lưu ý là xử lý cái vấn đề này. Tức là gì ạ? Vậy thì tóm lại là mặc dù quy định là từ tháng 10 đấy, thế nhưng mà thôi, tháng 10 này đã gửi rồi thì ok nhá. Còn lại từ tháng 11 trở đi thì hãy gửi cho ai ạ? Gửi cho bên phòng kế toán đúng không? Vậy thì đáp án chính xác trong câu này sẽ là gì ạ mọi người? Đáp án chính xác trong câu này là gì ạ? Có phải sẽ là gửi lại cái của tháng 10 không ạ? Hay là có phải cái thông tin này là gì nhỉ? Vì cái người phụ trách quản lý phòng tài liệu thay đổi. Cái thông tin này không phải thông tin được nhắc đến trong bài nhá, mà nó đang muốn nói là gì nhỉ? Cái địa chỉ mà tiếp nhận CQ sổ hóa đơn đã thay đổi rồi, thế nên hãy chú ý. Và chú ý làm sao ạ? Chú ý từ tháng 11 trở đi. Ok, câu này chính xác, đáp án chính xác đáp án số 4 nhé mọi người nhá. Được chưa ạ? Rồi. Đấy, thì đó là ba cái bài gì ạ? Ba cái bài đọc hiểu về TANBUN của chúng ta trong cái dạng bài về mail như này. Thì các bạn để ý cho cô này, dù là những cái văn bản mail thuộc level nào chăng nữa, các bạn thấy là level ví dụ như N3, N2 thì chúng ta chỉ cần đọc ở một cái chỗ là gì nhỉ? Cái khu vực bên trên đúng không? Thì mình sẽ nhìn rất là rõ ra được những cái thông tin gọi là thừa nó nằm ở đoạn cuối cùng. Đó, thì mình chỉ cần đọc ở cái đoạn bên trên là chúng ta ra đáp án ngay. Còn cái N1 thì nó sẽ khác nhau một chút. Các bạn nhìn thấy hôm nay cô cho vào các bạn là 3 bài để các bạn so sánh đúng không? Đó là với cái bài N1 thì các bạn sẽ cần đọc chú ý gọi là gì nhỉ? Dài hơn một chút ở tất cả những cái câu mang tính chất là hiệu lệnh như thế này, để mình xem là cái nội dung trong cái hành động đấy là nó gì nhỉ? Nó cái sự tiểu tiết chi tiết khác nhau làm sao hay không. Đó, thì cái sự khó của N1 nó được thể hiện ở một chút trong cái phần này như vậy nhá. Ok không ạ? Rồi, thế thì đó là cách làm bài đọc của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn có nốt nhanh được những cái từ vựng của nó không ạ? Đấy, CQ shō, heisha, busho, shōri suru. Rồi, đấy. Thế thì đó là bài ngày hôm nay của cô. Và cô thông báo một chút là mặc dù có thể là các bạn chuẩn bị thi năm nay rồi, nhưng mà năm sau bạn nào mà muốn học các lớp luyện thi N1, mà đặc biệt học cùng với cô, có một cái tin vui là năm sau lớp N1 thì cô sẽ dạy full cả 3 buổi luôn, 2, 4, 6 luôn, một khóa duy nhất, khóa cuối cùng nha. Nên bạn nào mà chuẩn bị kỳ sau mà muốn học N1 với cô thì đăng ký ngay hôm nay nhé mọi người nhé. Lớp VIP 500 được không ạ? Lớp N1 á, năm sau nhá. Đăng ký ngay trong tháng này là sẽ còn được khuyến mãi rất là nhiều thì phải nhá, ưu đãi hỗ trợ rất là nhiều nhá. Nên là kỳ sau một kỳ duy nhất rồi đấy. Quảng cáo một tí để cho các bạn sale tư vấn nhá, quảng cáo một tí nhá. Thế thì cô hy vọng là ngày hôm nay thì là các bạn cũng đã thu hoạch được khá kiến thức rồi. Đấy, và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi livestream tiếp theo ở Dũng Mori nhá. Bye mọi người, chúc mọi người học hành tốt, thi tốt, và cuối cùng nhớ vào xem, không phải xem mà là nhớ vào thi thử online cùng với Dũng Mori nhá. Bye mọi người.